đưa hết luôn nè, đưa nè, lấy hết đi. Đây, đưa đây đi. Nè. Bị xuống thì gớm hai tờ giảm thủ nha. Giỡn quen vậy. Giả mặt à. Đấy. Giỡn quen thì chín. Không biết. Phải quen với dạ mì nương. Quen, giỡn này có mì nương. Thấy quen đó nha. Giỡn này hôm mệt cửa sổ. Hôm nay cửa sổ với chị qua nghe. Ừ. Có nào cửa đầu tiêu không? Cửa sổ. Ở sao không gọi chị Kim đi uống nước? Gọi đi. Đúng đi, chị Kim mới đuổi em đi. Trời ơi, má ơi. Nó điện mất đây. Thôi, cửa cho lưng vô kìa. Lưng này vô nhà, vô đi anh. Lưng vô nè. Đây nè. Đây nè. Xin lỗi xu bên nữa. Chết không biết nữa. Mấy gần lần luôn rồi. Mới nghe ba gắn cái gạo luôn mà. Xu bên nữa. Không ai bể cái gì mà sợ cái nhĩ 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 như anh bị thư chết chừng đó. Thôi cứ gắn bậy bạ xu má nội đi. Chết cái cổ lại cho mi nương nha. Có đâu để bà nội. Chết tiền cổ đây là trai. Để cho mi nương nha. Chết thiêu chưa? Chết thiêu. Mấy nè. Thôi xu xu xu. Mấy bậy bạ. Mấy nè. Để 3 ngày 3 liêm. Ông chín ngày chín đêm á, chín ngày chín đêm nha chị ha. Về nãy chị nói mà im lại xu với má để xu ơi từ từ xanh luôn nó nữa đi. Đi vô nè, bảy cà phê này chị ơi, vô nghe. Ừ, cái chị nhiên thì cái gì tam đạt nè. Bà nhai là có vỏ rồi. Ôi, ăn được gì gì vậy ngon. Đó để bà bị nhạ trên không rồi. Để bà nói tao liền thì giả. Thôi dữ giả mà. Dữ giả mà. Dữ giả bà u á. Dữ giả thì bây giờ giả. Cắn thì tôi làm chắc không. Chắc thì sống chắc má. Răng hai cứng lắm nha. Trời ơi, cắn cứng cắn cứng thằng cua này gộp luôn đó. Ồ, cắn đá 46 là nhịn nhường luôn. Đưa cái tay lên. Tay lên. Đưa cái tay vô. Tay lên vô. Cắn. Cắn mạnh. Cô đau mỏ chưa. Cái này gì quá. Tại vì cái ngủ nè. Bởi nó bà dừa kìa. À, cái ngủ bảo mẹ đây bảo. Con cấu lại chơi. Ôi. Ừ. Chị nóng được rồi chị. Đang like vậy chứ. Đang like hả? Điện mà hủ lại nó ra ra. Cháu nó phồn với chị he. Mày đâu rồi? Giờ mình là bảy uống phê nghỉ kêu chứ đi nè. Để đạp. Ê, ẩm đấu có chơi luôn, vừa ẩm đấu có chơi luôn. Chắc mà mới lạnh này người ta chia cho. Có con có sóc, tóc sóc đó. Người ta cho nhỏ được rồi. Chứ chết sạch sẽ cho chứ. Cho chứ. Cho hả? Cho. Hồi đậu đi. Sáng ngày bán được nhiêu ký thịt bò hay? Hả? Sáng ngày bán được nhiêu ký thịt bò? À, mấy nhân xương dài trăm ký à. Ừ. Giá bán em đủ, em ra đủ luôn tiền đi chơi em về. Vậy là nay không ướp hả? Hả? Nay không ướp à? Ít gì chè. Ừ, cũng có. Có thịt thèm á. Có thịt thèm, ngon nha, không có ngon. Thôi trời ơi. Có chịu nha chị. Đậu ngon cái nhà, đậu ruột nha. Bỏ cái vỏ nhai luôn nha. Thiệt má rồi. Cái răng mà bén ghê hồn luôn á. Răng bén là thiệt mà. Mình cắn như là gớp gớp đó. Nó làm nó thế luôn. Không. Cũng thiệt. Hồi xưa cắn như này mình về được cái tiếng giá trị. Rồi, cảm ơn. 3 giờ làm ăn cưới ta tài sở xiền. Đó, thiệt cũng đẹp lắm chứ chi. Là đẹp đúng không? Đẹp lắm luôn. Đẹp không? Đẹp. Đẹp. Đẹp có, nó đẹp. Thứ hai là nó cứ đưa ra cái mặt sáng
nhưng mà bác phải làm răng nó cũng trắng chứ bây giờ mình phải làm cái gì cái chanh nè của nâng ly đó nhâm đẹp chi ha đây của con này ổng là mẹ cho bố miếng ngủ với bảo mẹ đi thằng Bảo về hôm nay là nó buồn á, nó mét má nó rồi đó. Vậy nó còn mét má gì không cho con? Vương đem nó mét nha. Vương đem kéo ra dài vậy nè. Ủa gì hả? Có gì Hương? Cẩn thận sợ Hương đi về trước má ơi. Không sợ không sợ. Không sợ không sợ. Không sợ không sợ. Lấy chồng người ta là không sợ. Không sợ. Vỗ ngực đó. Ừ. Bản lĩnh vương lên nha. Vương nha. Vương chồng nha. Vương chồng nha. Xui đào má. Ơi. Tao nói sao mà nói gì nè, có chồng mà lấy cha để chết dưới lăng hai gói mì đó bà. Ừ. Mày hỏi vô ca nghe. Vâng, không phải nói à. Vợ chứ em mới lấy chồng đang nghe không có. Rồi ha, có lấy được. Lấy sao? Lấy được cái bún nè. Ngon hả? Ngon lắm luôn, thơm ngon từng giọt cuối cùng luôn. Cười lên. Lại lớn lên. Lại lớn lên. Lại lớn lên. Đi phải chứ. Nè, cười vậy. Thôi ôi. Thôi cay lại luôn. Hết giờ đi rồi. Cay lại luôn miếng đó. Sao dư hương lúa hả? Cay cay. Trời ơi, mấy em sợ nghe. Phải hả? Đi mê găng nè. Em trái cười. Đây, mê non chấm mắm ruốc nha mọi người. Anh trai uống gì chưa? Chưa? Anh trai vô. Nuốt vô. Nuốt. Trời ơi. Quá đã. Sợ nó chua quá. Trời chị vô nè. Chua quá trời. Chua hận. Chỉ rồi má, quyền vậy? Chỉ quyền hết trời, hãy lửa lửa đó, lửa nha, tôi màu vàng nha. Lửa nha, lửa. Chỉ quyền là biết đâu. Cũng không nghe nữa không? Không nè. Tôi nhớ vào thăm cái màu vàng hay chưa? Gì hả, gì hả? Chứ lỡ lẽ em. Mình gì lộn, gì lộn. Hello. Mới hả? Vậy vậy chứ chị, qua là 7 mà về nè. Có gì không về chơi nè. Ok, xong rồi điện cho anh Kim Trang thôi. Khóc hoài vậy. Đúng rồi nào 7 nè. Đó đâu khóc trời. Đúng nhất. Phải hiếp vậy. Từ sang nữa. Chữ đó phải không? Chữ là chữ gì nè. Cầu má ơi. Nhai nuốt cho nhanh. Rồi ok. Ngon ha. Ngon hả? Đấy, ngon ngon ngon. Ờ, bác ăn được, nó sống ngon không? Dạ, lúa hậu. Đúng rồi, lúa hậu á, nó bả, nó bả. Rồi mà tối thử nó hoa hậu như Việt Nam hả? Rồi, vừa lại chim xong, hai người ta nói con hết, là quay ra là đi vừa đẻ với bác trời. Nghe đẻ không? Vừa đẻ luôn. Nghe đẻ sao? Móc cổ rồi, móc cổ. Có gì hả, chim muốn tắt thở luôn. Được không? Gỡ ngực. Trời ơi. Để bạn đợi nước hết. Bữa này nước anh uống. Bưng uống. Uống hết chứ. Mày với con gái mẹ mày giống nhau. Mày nó đi thở đi, thở đi. Có cái live stream hả? Ngồi nó làm cùng đưa nó đi. Đưa treo nằm hình treo. Đỡ như cái live stream hả? Còn mình cứ dơi ngán này đó. Vậy hả? Vậy mà cũng tay mấy người coi đó. Nói gì hả? Ủi, mệt tí ghê luôn. Mà thôi. Live xong ấy, giờ bây giờ chưa chút đơn này. Giờ quá trời chưa dốt luôn. Live xong đi nè. Mở bán hàng mà nửa tháng mà mới gửi hàng cho người ta. Trăm ngàn người
cả tháng trời luôn mà tôi chẳng biết. Thấy chưa vỗ của bà đi luôn giờ cũng mà chưa. Nó bồ màu quá đó hai. Hết đi, hết đi. Thôi. Nay chiều về đây thấy má hai rén rồi. Rén. Nay Dương thấy mà Dương kén rồi. Thấy mai đủ trăm nữ rồi, ớ rồi. Kè. Kè người đẹp kìa. Long. Nè chị em là nhậu thuê nhậu mướn, ai có thuê nhà thuê đi nhậu thuê đi mướn đi nhậu rồi đi nhậu chị nha. Bây giờ tận dụng nhậu luôn. Vậy hả? Nhậu thuê nhậu mướn nha cái nhà. Nhà đúng rồi, đúng rồi, không nhà đúng vô không nghe nữa. Chị gì uống gì? Chưa nghe. Chưa nghe. Chị hỏi đỡ, ôi rồi đi vô. Bóc sao vàng vàng nè, bóc gì nè. Ham ra. Ăn cho má ơi, hỏi tiêu nè. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, ôi là đốt. Ôi trời ơi. Tiêu rồi đó, tiêu rồi đó. Đánh bạc thích. Đánh. Không muốn mấy ngọt đó. Ê, trời ơi, trời ơi, xuống. Đúng. Nát ra, cứu mẹ. Ôi, mẹ đứa ơi. Này, tao về hãy cũng tao. Dỡ ngực chứ. Tao rỡ nha. Chặt tao ra nha. Chặt tay bên kia. Cô dân nữ, bằng thẳng ra. Ê, chị Hương bắt đầu kìa, chị bắt đầu kìa. Chị Hương nghiến luôn rồi. Chị Hương nghiến quá. Hát dễ sợ mà. Đây nè bà, đây chị nữ thấy đào này bình thường ha, không có gì riêng không đào nè. Hồi tối chị Hương đâu, hồi tối là chín nắng chị Hương hôm nay đi làm không? Chị hiểu. Chị hôm nay đi làm không? Qua chị đi trao giải. Trong ngủ hả? Đi với tôi vậy nè. Có ai nè không? Hồi gì bệnh viện này đau phá hả? Đá. Đá bằng gì nhau nó nè. Trắng lên nè đó. Chị trao giải hả? Chị trao thân. Nhớ nó trao giải rồi nọ. Chị Dương. Chị làm lễ không? Đó. Xe nó rộng mà xe nó đi ở chính đường luôn vậy thôi ha. Dạ. Ờ ở ngoài kìa. Em có bài giống này chứ. Ê, nhà có thằng Quy á, nhà giờ Quy chiếc xe giống vậy đó. Đây, vậy? Nhà của thằng Quy á, nhà Quy chị đó cũng xe đó đó.